Hà Giang quay xe cắm lại cột mốc số 0 sau 3 ngày nhổ bỏ, thì ra là có lý do cả. Trước đó, sáng 28 tháng 5, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cột mốc số 0, điểm bắt đầu của quốc lộ 2A từ thành phố Hà Giang đi Hà Nội được một số công nhân nhổ bỏ trong sự hiếu kỳ của người dân. Được biết, vị trí này khá nổi tiếng và là hình ảnh quen thuộc của Hà Giang bấy lâu nay. Đây cũng là địa điểm check-in, chụp ảnh ưa thích của du khách cũng như phượt thủ khi đến với mảnh đất cực Bắc này. Bởi vậy, việc nhổ bỏ cột mốc km 0 đã khiến nhiều người tỏ ra tiếc nuối. Cũng trong thời gian này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hà Giang đang tiến hành tu sửa, nâng cấp cột mốc km 0 và khu vực xung quanh cột mốc nhằm phục vụ tốt hơn khách du lịch đến tham quan chụp ảnh. Cô bán trà đá gần đó còn nói vui: do không chịu nổi áp lực của Giang Cư Mận nên phải cắm lại cột mốc trả cho chúng mày đấy.